Chào mừng các em đến với kênh Lời Giải Hay.com Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài lập kế hoạch cá nhân sách giáo khoa ngữ văn 10 tập 1 trang 152 Chúng ta đi vào phần thứ nhất, sự cần thiết của lập kế hoạch cá nhân Kế hoạch cá nhân là bản dự kiến nội dung, cách thức hành động và phân bố thời gian để hoàn thành một công việc nhất định Lập được kế hoạch cá nhân, ta sẽ hình dung trước những công việc cần làm, phân phối thời gian hợp lý để tránh bị động hoặc bỏ quen công việc cần làm. Phần thứ hai là cách lập kế hoạch cá nhân. Cần chú ý những điểm sau đây. Thể thức mở đầu bản kế hoạch gồm những gì được trình bày ra sao? Nội dung kế hoạch gồm mấy phần lớn? Các phần đó được trình bày như thế nào? Lời văn trình bày kế hoạch có những điểm gì cần lưu ý? Phần thứ ba là luyện tập. Câu hỏi thứ nhất. Văn bản có phải là một kế hoạch cá nhân hoàn chỉnh không? Vì sao? Văn bản này không phải là kế hoạch cá nhân bởi vì không có phần mở đầu, họ tên, nơi học tập, tiêu đề, các nội dung có trong văn bản chi tiết nhưng chỉ mang tính liệt kê những sinh hoạt thông thường lặp đi lặp lại hàng ngày, không phải nội dung công việc cần thiết. Vì vậy, văn bản này vốn là thời gian biểu, không phải là kế hoạch cá nhân. Câu hỏi thứ hai. Sau đây là kế hoạch chuẩn bị đại hội của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của một bí thư tri đoàn. Bản kế hoạch có sơ sai, anh chị trao đổi để hoàn thiện bản kế hoạch đó. Bản kế hoạch còn quá sơ sài, chưa ghi rõ thời gian địa điểm nội dung công việc, có thể tham khảo bản kế hoạch như sau. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kế hoạch chuẩn bị đại hội tri đoàn. Ta sẽ có các ý như tri đoàn, trường, năm học, người lập kế hoạch, chức vụ, thời gian tiến hành đại hội và địa điểm. Có các nội dung công việc như sau. Công việc thứ nhất là viết dự thảo báo cáo. Cách thức tiến hành là tìm mẫu báo cáo, thu thập tài liệu, tổng hợp thông tin và viết báo cáo. Sau đó là thời gian dự kiến để viết báo cáo đó. Nội dung thứ hai là thông qua báo cáo với đoàn trường và giáo viên chủ nhiệm. Cách thức tiến hành là nộp và duyệt báo cáo với bí thư đoàn trường và giáo viên chủ nhiệm. Thời gian dự kiến nội dung thứ ba là dự kiến yêu cầu kế hoạch chuẩn bị đại hội, cách thức tiến hành là tham khảo kế hoạch đại hội của năm trước và chỉ đoàn khác viết kế hoạch đại hội của tri bàn mình và thời gian dự kiến. việc thứ tư là xin ý kiến của ban chấp hành đoàn trường và giáo viên chủ nhiệm về kế hoạch đại hội, cách thức tiến hành là nộp và duyệt kế hoạch đại hội và thời gian dự kiến họp cốt cán triển khai và chuẩn bị cho đại hội. Thông báo về lịch họp, mời giáo viên chủ nhiệm dự họp và phân công nhiệm vụ. Nội dung cuối cùng là thông qua các báo cáo, cùng ban chấp hành tri đoàn và giáo viên thông qua các báo cáo. Cuối cùng là người lập kế hoạch bí thư tri đoàn. Câu hỏi thứ 3 Anh chị hãy giúp bạn trình bày kế hoạch cá nhân của mình có thể lập kế hoạch giúp bạn theo mẫu như sau. Kế hoạch tham gia khóa đào tạo tin học. Họ và tên: Lê Thị Bích Thủy. Nội dung công việc là ghi tên đăng ký dự khóa học sáng thứ hai ngày 13 tháng 3 năm 2011. Sắp xếp thời gian biểu hợp lý để việc học nghề không ảnh hưởng đến chương trình học chính khóa. Về nội dung công việc bao gồm ghi tên đăng ký dự khóa học, yêu cầu là kịp thời hạn. Cách thực hiện là đăng ký đúng nơi, cung cấp thông tin chính xác. Thời gian hoàn thành là theo hạn của nhà trường. Nội dung thứ hai là sắp xếp thời gian biểu hợp lý. Yêu cầu là việc học nghề không ảnh hưởng tới học chính khóa. Cách thực hiện là sắp xếp lịch học nghề riêng, tránh trung lịch với giờ chính khóa, điều chỉnh lịch ôn bài ở nhà. Thời gian hoàn thành là trước khi khóa học nghề bắt đầu. Và thuê nhiều máy tính để luyện tập. Yêu cầu là hợp lý và tiết kiệm Cách thực hiện là mượn máy tính của bố mẹ Thời gian hoàn thành là linh hoạt Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em hoàn thành soạn bài, lập kế hoạch cá nhân Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để tham khảo những bài soạn khác nhé Chúc các em học tốt